Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 9 tháng 7 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em đang có rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có xếp hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại. Cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đã có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là hôm nay thì em còn có một cái lô đùi gà. Về có một lô đùi gà duy nhất thôi ạ, đùi gà tròn của vùng Cao Bằng, và lô đùi gà này xin phép được bán với giá là 80.000 cho một lô cô chú anh chị nhé. Và hai cái lô giáng hương cẩm báo ạ, lô số 2 này. Lô số 2 này thì có 2, 4, 6, 8 cây ạ. 8 cây với giá là 130.000 và lô tiếp theo sẽ là phần số 1. Phần số 1 này thì có 2, 3, 4, 5, 6 cây. Phần này thì em xin phép được bán với giá là 120.000. Mỗi một lô cô chú anh chị về làm một cái chậu to đùng luôn. Cái dòng hoa vừa thơm độc đáo mà lại thơm ngay từ thân lá luôn ạ. Và sang bên này đây thì em đang có dòng lan giáng hương tam bảo sắc. Hôm nay thì em có 3 lô duy nhất thôi. Ba lô duy nhất giáng hương tam bảo sắc, một cái dòng hàng dễ thuần dễ chăm nhất trong tất cả những cái loại lan cô chú anh chị ạ. Và mỗi một cái lô giáng hương tam bảo sắc như thế này, lô này gọi là lô số 1 đây cô chú anh chị. Lô số 1 với giá chỉ có 60.000 thôi ạ, cả một lô một ôm rất là nhiều như vậy nhá. Lô tiếp theo sẽ là lô số 2 cũng với giá là 60.000 và lô số 3 cũng với giá là 60.000. Đó, mỗi một lô cô chú anh chị có thể làm một trụ rất là đẹp luôn rồi. Một phần duy nhất hàng thảo nghệ tâm dài mướt như vậy này cô chú anh chị này. Với giá sẽ là 35.000 cho cả một cái lô hoàng thảo nghệ tâm này, hay còn có tên là thạch hợp viên dáng đấy ạ. Và sang bên đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan kiếm đỏ bóc đô. Mỗi dòng lan kiếm với sắc hoa đỏ cực kỳ là đẹp, mà cái mùi hương thơm màu, mùi hương thơm màu, mùi mật ngọt rất là quyến rũ luôn. Cái dòng lan kiếm đỏ bóc đô này này, đó, hoa đẹp và chơi thân lá quanh năm, và đến mùa hoa thì cái sắc hoa cũng rất là tuyệt vời mà cực kỳ là bền hoa. Đó là dòng lan kiếm đỏ bóc đô cô chú anh chị nhá, hoa đẹp tuyệt vời như vậy này. Và 1 kg kiếm đỏ bóc đô hôm nay cô chú anh chị thấy là hàng xanh tươi với những rễ vừa tầm cắt tỉa kỹ luôn cô chú anh chị ạ. Giá chỉ có 80.000 cho 1 kg thôi mà em bán ngay từ 0,5 kg rồi. Hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo hình ở đây cho em. Em đang có một số hình kiếm đỏ bóc đô mà em đã chia ra theo từng phần ở đây, cô chú anh chị mình có thể cùng em chọn này. Cái phần này em gọi là cái hình số 15 này cô chú anh chị này. Hình số 15 kiếm đỏ bóc đô, hình này em xin phép được bán với giá cả một lô như vậy có 55.000 thôi. Hình tiếp theo là hình số 16 đây. 16 này có giá là 65.000. Tức là mỗi một lô như vậy cô chú anh chị làm một cái dầu chậu ra đùng luôn. Tiếp theo hình 57 là một lô 2 rễ 50.000. Và hình 58 ạ. Hình 58 đây ạ. Có hình này thì chỗ này là có 4 rễ cô chú anh chị ạ, 4 rễ sinh, khóm rễ sinh như vậy. Giá chỉ 50.000 thôi. Và sang hình tiếp theo hình 19. Hình này thì nguyên một rễ duy nhất nhá cô chú anh chị nhá, về đặt vào được chậu thuần luôn với giá 60.000. Và hình số 20 70.000, chỗ này là có 3 rễ này cô chú anh chị này, 70.000 cho cả một lô một ôm như vậy. Và sang hình tiếp theo là hình 21 này. Hình 21 chỗ này cũng là 3 rễ xanh biếc đẹp như thế này. Và cái hình này em bán với giá 70.000. Và hình tiếp theo hình 22 với giá chỉ 50.000 thôi, chỗ này là 3 rễ đó. Cô chú anh chị có thể chọn theo hình cũng được. Kiếm đỏ bóc đô cực kỳ là rẻ như vậy cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Cô chú anh chị mình cùng em ngắm toàn bộ cái lô hồ điệp lá biên, hàng lá biên sáng, rất là sáng, rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Một cái dòng lan mà chơi thân lá quanh năm. Và ở đây thì tất cả những cây lan hồ điệp lá biên của em nó sẽ rơi ít nhất từ từ 3 cặp lá trở lên. Và sẽ có là mỗi một cây đang có 2 vòi nụ nhé cô chú anh chị nhé. Và một cái cây lan hồ điệp lá biên cực kỳ là đẹp như vậy đấy ạ, đang nụ và thân lá khỏe đẹp cô chú anh chị này. Thì em đang để giá có 45.000 cho một cây lan hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Một cây lan đáng chơi, đáng sưu tầm, với sự kết hợp hoàn hảo vô cùng giữa sắc đẹp của bông hoa thân lá của chú anh chị ạ.
Cô chú anh chị chỉ cần lấy giúp em một chậu thôi ạ, đến khi nó nở hoa cũng đủ tạo ra một cái không gian vô cùng là xinh đẹp với hai cần hoa, với hai cần hoa của cây lan hồ điệp lá biên này. Đó cô chú anh chị này, chỉ cần một chậu thôi, cái độ bền của nó bao giờ cũng trên 2 tháng nhé cô chú anh chị nhé. Dạ, sang bên này đây thì em đang có một cái dòng lá biên cũng không kém phần xinh đẹp, đó là dòng lan Phượng Hoàng lá biên nhé cô chú anh chị nhé. Nghe cái tên thôi thì cũng chú anh chị cũng có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó rồi. Cũng là một cái dòng lan có vẻ đẹp thân lá và đẹp từ hoa. Với màu hoa là màu xanh cốm, rất là ngọt ngào, dịu mát, đẹp tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu lá biên như vậy khi mà cô chú anh chị trồng trong không gian vườn cũng tạo ra một cái vẻ đẹp, một cái điểm nhấn rất là tuyệt vời cho cái khu vườn luôn đúng không ạ? Rất là xinh. Đấy thì một cái chậu lan lá biên như vậy. Đây là Phượng Hoàng lá biên như vậy, em xin phép được bán với giá chỉ có 45.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Giá lẻ thì bằng giá sỉ luôn. Cái lượng hàng thì em là nhập khá là nhiều nên là gần như là bán cái giá cực kỳ là rẻ cho cô chú anh chị mình. Đấy, với những cây Phượng Hoàng lá biên rất là khỏe và đẹp như vậy nhá, chú anh chị nhá. Và sau bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan Hỏa Hoàng trắng ạ. Hỏa Hoàng trắng không phải là lúc nào cũng có hàng đâu cô chú anh chị. Rất là hiếm hoi có hàng về. Và một cái chậu lan Hỏa Hoàng trắng là một cái bụi cây to, cây mẹ, cây con như vậy này. Đấy ạ, cô chú anh chị mình cũng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan Phượng Hoàng trắng. Khuôn bông hoa nó là dòng Phượng Hoa Hỏa Hoàng trắng, dòng Hỏa Hoàng gọi là Hỏa Hoàng đột biến ạ. Hoa rất là xinh đẹp như thế này. Bền hoa mà hoa thì rất là thơm nhá cô chú anh chị nhá. Thì một cái chậu lan Hỏa Hoàng trắng là một bụi rất là đẹp, khỏe như vậy. Đó, sum suê như thế này với giá chỉ 150.000 thôi cho một chậu như thế này. Và duy nhất một cái chậu lan, đây là cái chậu lan Samurai. Cái dòng lan mà cái hương thơm ngọt ngào quyến rũ vô cùng luôn. Cái chậu này bình thường em bán 150.000, hôm nay em còn có duy nhất một chậu này thôi, cây khỏe đẹp. Giá là 120.000 cho cả bụi này nhá cô chú anh chị nhá. Và em vẫn có những cái cây lan Hoàng Thảo Kèn hàng thuần sẵn rồi cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị mình yên tâm là về để chờ hoa một mùa hoa đẹp. Bởi vì những cây kèn thuần bao giờ cái mặt hoa của nó cũng căng và cực kỳ là đẹp. Và dòng kèn thì sai bông từ gốc đến nhọn luôn cô chú anh chị ạ. Đẹp. Mới bảng Hoàng Thảo Kèn thuần đó, từ trồng bảng gỗ cô chú anh chị thấy là thuần rất là ổn định như vậy. Rơi từ ít nhất là 6 thân hoa trở lên nhé cô chú anh chị nhé. Cây đang đi ngọn rất là đẹp như thế này. Với giá chỉ có 150.000 thôi cho một bảng Hoàng Thảo Kèn. Đó, dòng Hoàng Thảo Kèn này là một trong những dòng lan mà được coi là rất là khó thuần. Ngay cả những anh chị nào đã chơi lan rất là lâu rồi để mà thuần được một bảng kèn cũng là một cái thách thức, một cái điều cảm thấy là rất là khó khăn với mọi người luôn ý ạ. Thì ở đây cô chú anh chị có thể sở hữu ngay cho em một bảng Hoàng Thảo Kèn đẹp thuần từ 6 thân với giá chỉ 150.000 nhé. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây địa lan quân tử. Cô chú anh chị nhìn cho em cả một cái lô địa lan quân tử. Từ cây to đẹp và nhiều cặp lá như thế này đủ trưởng thành để có thể cho những cái bông hoa đẹp nhất khi mà mùa hoa tới. Và cũng là một cây lan cô chú anh chị có thể tạo không gian xanh trong nhà rất là tuyệt vời như thế này rồi. Hàng bản lá nhăn, lá mít rất là đẹp như vậy. Và một cái cây địa lan quân tử như này thì em đang để giá chỉ có 70.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Cây quân tử này tạo không gian xanh và ngoài ra nó còn mang tác dụng tuyệt vời, đó là thanh lọc không khí, loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi, nên là sẽ tạo ra một cái không gian vô cùng tuyệt vời cho những thành viên trong gia đình của mình luôn đấy ạ. Đó là cây tác dụng tuyệt vời, cây địa lan quân tử cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan kiều tím yên tử. Với dòng lan kiều mà chắc chắn rằng khi mà nở hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng về cái vẻ đẹp của nó đâu. Với cây kiều mà có phải nói là đẹp nhất trong tất cả những dòng kiều cô chú anh chị ạ. Lô kiều tím yên tử khỏe đẹp như vậy, mặt đông đã sổ tại vườn. Và giá chỉ có 140.000 cho một chậu kiều tím yên tử như vậy thôi cô chú anh chị nhé. Giá trên thị trường chắc là một chậu kiều tím yên tử to và đẹp như thế này rồi không rơi dưới 180 đâu cô chú anh chị ạ. Và sang bên này thì cũng là dòng kiều. Thì dòng kiều em còn có những cái chậu lan kiều vuông lộc bắc ạ. Hàng khỏe đẹp đó. Cây mẹ cây con thân mập nú hứa hẹn cho cô chú anh chị sẽ là một mùa hoa đẹp. Cô chú anh chị không cần phải chăm sóc, không cần phải trồng làm gì. Thậm chí nó còn rẻ hơn cả hàng rừng luôn nhé cô chú anh chị nhé. 140.000 thôi cho một cái chậu lan kiều vuông lộc bắc như vậy đấy ạ cô chú anh chị. Đó. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những chậu lan năm cánh trắng hậu hồng. Một cái phải nói là một cái tác phẩm tuyệt vời luôn ạ. Chậu chắc rơi từ ít nhất từ 9 cho đến 10 thân trở lên. Và mặt đông năm cánh trắng họng hồng đây, uy tín luôn cô chú anh chị ạ.
Cái họng hồng nổi bật trên nền hoa 5 cánh trắng rất là tuyệt vời luôn. Sai bông tự nhiên, hoa nở thời điểm Tết cô chú anh chị nhé. Bởi năm nào Tết đến xuân về thì 5 cánh trắng họng hồng này cũng là một những cái cây lan mà được ngay cả những anh chị chơi lan lâu năm lựa chọn luôn cô chú anh chị ạ. Để mà thưởng hoa Tết một cái dòng lan trắng thuần khiết đẹp. Và một cái chậu đẹp như thế này cô chú anh chị thấy này, thân cao mập nù và đang đi ngọn xanh biếc như thế này, hàng hoàn toàn là hàng chuẩn ươm ki nhé cô chú anh chị nhé. Chuẩn mặt hoa, chuẩn ươm ki, với giá ở đây đang có giá chỉ 140 cho một giò thôi. Đó, mỗi một giò như vậy cô chú anh chị sẽ có một cái tác phẩm rất là đẹp luôn. Đấy. Một tác phẩm rất là đẹp luôn và thực sự rất là rẻ so với cái giá trị thẩm mỹ mà nó mang lại luôn đấy cô chú anh chị. Những cái giò lan như thế này đến Tết thì lấy đâu ra giá là 140 để mà mình chơi đúng không ạ? Một cái giò lan rất là đẹp như này. Đã sang bên này đây là những cây lan trầm trắng. Riêng dòng trầm thì hoa bao giờ cũng rất là thơm rồi. Những suối hoa trầm trắng thơm ngọt ngào quyến rũ vô cùng đẹp cô chú anh chị. Những cái chậu lan trầm trắng rơi ít nhất từ 5 thân trở lên nhé cô chú anh chị nhé. Hàng em giới thiệu thì bao giờ cũng là chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị mình. Đó, rơi từ ít nhất là 5 thân trở lên đẹp như vậy. Em đang để giá có 110.000 thôi cho một cái chậu lan trầm trắng nhé. Và sang bên này đây thì những cái cây lan trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi. Một cái dòng lan mà được giữ giống rất là lâu rồi với cái vẻ đẹp phải nói là vô cùng hoàn hảo. Chơi trong những dịp Tết đến xuân về. Sắc hoa đỏ thắm, bông hoa to huỳnh luôn cô chú anh chị ạ. Đấy ạ. Thân càng già thì càng chuyển sang màu xoắn đỏ. Đến khi nở hoa thì cánh hoa sáp bóng màu đổ. Đỏ bông hoa to đẹp, rất là đẹp luôn. Thì một cái chậu như vậy rơi từ 8 thân trở lên nhé cô chú anh chị nhé. Từ 8 thân trở lên trong một chậu ngắn dài. Em chỉ để giá có 120.000 thôi cho một cái giò trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi như vậy. Và sang bên này đây là những cái chậu lan trầm rồng đỏ. Có lẽ là những cái cây lan trầm rồng đỏ vài năm trước đây thì những ngày Tết chắc là rất là nhiều anh chị không thể thiếu những cái bông trầm rồng đỏ này trong nhà đúng không ạ? Giá trước đây mỗi một thân có thể rơi đến cả 300.000. Một cái mặt bông hoa bầu tròn to, sai bông từ gốc đến ngọn. Trầm rồng đỏ, một cái màu dòng lan rất là nổi tiếng rồi. Một chậu rơi ít nhất từ 4 thân trở lên với giá chỉ có 110.000 cho một giò thôi. Dòng trầm rồng đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Mặt hoa trầm rồng đỏ đây ạ. Dạ, cô chú anh chị cùng em ngắm trầm rồng đỏ. Sang bên này đây, cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái bụi hạc vĩ thiên cung lự bố ạ. Vô cùng là sum xuê như thế này. Cô chú anh chị nhìn đếm sơ sơ cũng thấy đủ độ khủng của nó đúng không ạ? Rơi trên chục thân, 10 thân cho đến 20 thân luôn cô chú anh chị ạ. Một cái giò hạc vĩ thiên cung lự bố, hàng hoa đậm đà như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Đây, hoa đậm đà như vậy. Và đây là những cái chậu thiên cung lự bố mà trước đây em đã từng bán. Nhưng mà ít thân quá, sau đấy em treo bờ rào cô chú anh chị thời. Có thể thấy là hoa nó đậm đà uy tín như thế này cô chú anh chị này. Thì một cái giò hạc vĩ thiên cung lự bố, cây đang đi ngọn và siêu đẹp như vậy. Đó, khỏe và đẹp như thế này, hơn chục thân trong một giò với giá chỉ có 140 thôi cô chú anh chị ạ. 140 để cô chú anh chị có một cái tác phẩm vô cùng tuyệt vời khi nó nở hoa nhé cô chú anh chị nhá. Dạ. Thế này cô chú anh chị này, em có. Dạ, sang bên này đây sẽ là dòng giả hạc Pháp. Dòng giả hạc Pháp ạ. Mỗi một cái bảng giả hạc Pháp như thế này này cô chú anh chị, hơn chục thân trong một bảng nhé cô chú anh chị nhé. Hàng này cũng là hàng chơi hoa Tết ạ. Sẽ vô cùng nổi bật khi mà nó nở hoa với cái sắc hoa đỏ thắm của nó. Cây bé nhỏ thôi nhưng mà hoa sai bông vô cùng. Một bảng giả hạc Pháp cũng rơi trên chục thân trong một giò. Với giá chỉ có 130.000 thôi cho một cái giò giả hạc Pháp như vậy đấy ạ. Thiên Nga Đen cho cô chú anh chị nào đang cần siêu tầm sở hữu những cây Thiên Nga Đen tượng trưng cho vẻ đẹp huyền bí đây. Mỗi chậu Thiên Nga Đen khỏe đẹp, hàng đi ngọn và chỉ việc tưới nước là có chờ hoa thôi cô chú anh chị ạ. 130.000 cho một giò Thiên Nga Đen, hàng chuẩn Thiên Nga Đen nhé. Và sang bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cây lan Vũ Nữ Thiên Hương. Cái giả hành to như cổ tay luôn cô chú anh chị này, hoa thì vô cùng là bền. Vũ Nữ Thiên Hương hay còn gọi là Vũ Nữ Kẹo Ngọt ạ. Và một cái chậu lan Vũ Nữ Thiên Hương này, cây mẹ cây con và hàng đang hoa như vậy nhá. Xin phép em được bán một cái chậu như thế này với giá chỉ có 130.000 thôi cho một cái chậu lan Vũ Nữ Thiên Hương đây ạ. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị hai lô hài mốc hồng duy nhất ạ. Mỗi một lô phải tầm trên 50 cây đúng không ạ? Thì ở mỗi một cái lô hài mốc hồng như vậy thì em đang để giá có 36.000 thôi cho một lô hài mốc hồng này cô chú anh chị nhá. Cái vẻ đẹp của hài mốc hồng thì phải nói là vô cùng là hoàn mỹ luôn. Mỗi cây lan mang một vẻ đẹp riêng, thân bé nhỏ nhưng hoa vô cùng là xinh đẹp như thế này. Đó, cái dòng lan hài mốc hồng ạ. Hoặc là cô chú anh chị mình cũng thể đây. Đây là những chậu hài mốc hồng mà em đã thuần được trong chậu rồi đây cô chú anh chị này. Đó, cây này thì chậu này, những chậu như này thì em đã trồng rất là lâu rồi. Và ở đây thì cái giá thể nó là bằng
Em trồng bằng vỏ thông thôi cô chú anh chị nhá, trồng hoàn toàn bằng vỏ thông thôi. Còn cái chậu này thì em cũng đã trồng được và trồng bằng rêu luôn cô chú anh chị ạ, chỉ trồng bằng rêu luôn nhá. Đó, trồng bằng rêu luôn. Và cái chậu này thì em xin phép được bán, chậu này em bán với giá là 60.000 cho chậu hài mốc hồng này. Và bên này là một cái chậu lan hài Henry. Hài Henry, chậu này xin phép được bán với giá là 70.000 cho chậu lan hài Henry này nhá cô chú anh chị nhá. Và bên này đây sẽ là dòng lan hài hồng, thì hài hồng thì gần như là từng cây một, mỗi một cây khi mà đã trồng thuần rồi á thì đến mùa hoa gần như 100% từng cây một sẽ cho hoa luôn cô chú anh chị ạ, cây hài hồng. Mà cây này thì rất là dễ sống, dễ chăm, chính vì vậy mà được rất nhiều những anh chị chơi lan người ta săn tìm và trồng trong sân vườn với những vẻ đẹp tuyệt vời xinh đẹp của nó như vậy. Đó, cây lan hài hồng đây cô chú anh chị nhá. À, thì cái dòng lan hài hồng chậu này em gọi là cái chậu số 11 đấy ạ. Chậu này 3 cây à, mà trong khi đó toàn là những cây mẹ con thôi cô chú anh chị này. Chậu này em bán với giá là 110.000 cho chậu này nhá. À, chậu này thì đến khi đến mùa hoa chắc chắn là sẽ rất là tuyệt vời, bởi vì nó có 3 cây thì mỗi một cây sẽ cho một vòi hoa đây. Cái cây này năm ngoái cô chú anh chị thấy là đã cho hoa rồi đấy ạ. À, và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 10. Chậu này thì có 2 cây. À, chậu này cũng thành là có 2 cây, trong đó cây mẹ con rất là đẹp luôn đấy. Chậu này em bán 90.000 nhé cô chú anh chị nhé. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 9. Chậu số 9 này cô chú anh chị thấy là 2 cây siêu to khổng lồ luôn. Cái lá này phải đạt đến tầm 5 sen cô chú anh chị ạ. 2 cây rất là to như vậy. Em bán 2 cây này với giá 100.000. Chậu hài táo duy nhất với giá chỉ 70.000 thôi. Và những cây Vân Bắc cho cô chú anh chị mình sưu tầm sở hữu đây cô chú anh chị. Những cây hài Vân Bắc với dòng lan hài mà em nghĩ rằng bất cứ một anh chị chơi lan nào chắc không thể thiếu trong sân vườn đâu ạ. Một cây cặp bông, cặp cây hài Vân Bắc hình này gọi là hình số 1 đi. Hai cây mẹ con rất là đẹp như thế này với giá chỉ 100.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Về lên một chậu quá là tuyệt vời luôn ạ. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 2 đây. Cũng là một đôi hài Vân Bắc, trong đó một cây mèo, một cây chưa mèo. Cặp này em bán với giá 140.000 nhé. Hình tiếp theo hình số 3, 150.000 cho cặp 140.000 cho cặp hài Vân Bắc này. Cũng là một cây mèo, một cây không mèo. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 4 này, 3 cây Vân Bắc xinh đẹp như vậy với giá chỉ 120.000 thôi. Và hình tiếp theo hình số 5 cũng là 3 cây hài Vân Bắc, 3 cây này em bán với giá là 100.000 luôn này. Và hình số 6 này, hình số đó 6 cũng là một cặp đôi 2 cây Vân Bắc 100.000. Hình số 7 ạ. Hình số 7 với giá là 120.000 cho 3 cây hài Vân 140.000 cho 4 cây hài Vân Bắc này cô chú anh chị nhá. Đó. Cây hài Vân Bắc thì rất là dễ sống, dễ chăm luôn ạ. Cô chú anh chị thích lấy cây mèo để về thưởng thức hoa luôn được. Một cái lô duy nhất, một cái lô duy nhất. Một cái lô duy nhất ở đây thôi là dáng hương đuôi sóc có 2 này. 2 4 5 6 cây sóc. 6 cây sắc này xin phép được bán với giá là 40.000 cho 6 cây sắc này cô chú anh chị, về làm một chậu đẹp luôn. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những chậu lan Corab Koki nhé cô chú anh chị nhé. Những chậu lan Corab Koki hàng đang nụ cực kỳ là xinh luôn cô chú anh chị ạ, những chậu lan đang thuần ở đây ạ. Chậu này gọi là chậu 42 này, một chậu cây Corab Koki này không biết là cái mùa hoa này nó có thể cho hoa không. Nhưng thời điểm hiện tại là chưa có nụ nhá, nhưng mà cây nhiều cặp lá rất là to đẹp luôn rồi, cây bên này nhỏ hơn nhưng mà lại đang cho nụ rồi. Cô chú anh chị này. Đó, thì về cô chú anh chị có thể bỏ thêm cái giá thể chăm sóc thêm để cho nó mập khỏe hơn. Một cặp đôi Corab Koki đẹp như vậy đang nụ, đang có một cần hoa với cô chú anh chị. Em bán cái chậu Corab Koki này với giá là 330.000 nhá, cho cặp đôi này cô chú anh chị nhá, gọi là hình số 42 ạ. Hình 43 cũng là một cặp đôi Corab Koki, cây rất là to luôn cô chú anh chị. Cây này đang nhú nụ rất là xinh rồi. Đó, cây bên này thì cũng không biết là có nụ hay không. Nói chung là cái dòng Corab Koki này em không xác định được cái mùa hoa của nó luôn ấy cô chú anh chị. Đó, cây thì đang nở hoa rồi, cây thì đang nụ. Cái chậu Corab Koki này một cặp đôi 2 cây, em bán cặp đôi này với giá là 340.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 44, cũng là một cây Corab Koki. Thực ra thì cái cây Corab Koki này là cái cây mà nó hỏng hết ngọn của nhà em rồi ạ. Trước đây em bán thì cây này nó bị thối ngọn, thối nhũn ấy cô chú anh chị. Nên là em cắt đi em trồng lại cô chú anh chị này. Đấy, cả hai cây nó đều bị mất ngọn, thối ngọn. Là hiện tại trồng lại, cây đã trồng là lên ổn định, khỏe đẹp như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Và hiện tại thì cây cũng đã bắt đầu là cho nụ rồi. Đấy, cây lớn bên này bắt đầu là cho nụ hoa rồi này cô chú anh chị này. Nói chung ấy dòng Corab Koki này dễ sống lắm cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Đó, đang cho một cái vòi bông rồi. Và chậu Corab Koki này là 2 cây. Đó, 2 cây này thì em xin phép được bán chậu này với giá là 180.000 cho chậu Corab Koki 2 cây này cô chú anh chị nhá. Còn cô chú anh chị mình cũng có thể tự sưu tầm và tự trồng lấy những chậu lan Corab Koki hàng đang chậu nhựa như thế này cô chú anh chị, chỉ việc đặt vào chậu lớn thôi là cô chú anh chị có một cái giò lan Corab Koki cực đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Lá căng mướt đẹp mộng mơ như thế này, bản lá rơi từ ít nhất là 5 cm, 3 cm trở lên.
và chiều cao của cây từ 20cm trở lên, cô chú anh chị nhé. Có cây mẹ, cây con và có cây không có con, cô chú anh chị ạ. Cây mẹ, cây con em xin phép được bán với giá 140.000 cho một cây. Cây không có con với giá sẽ là 130.000. Thì cô chú anh chị sở hữu giúp em một cặp đôi hai cây là một cái chậu lan hoàn hảo đẹp rồi. Giá chỉ từ 280 cho đến 260 thôi cô chú anh chị nhé. Dạ, cô chú anh chị có thể nhìn cho em cả cái lô Corat Coffee lá bóng bẩy mượt mà đẹp như thế này. Nói chung là dòng này thì rất là dễ sống, dễ chăm. Nhưng mà cái hàng thuần ấy, người ta bán cực kỳ là cao luôn. Những cái chậu lan em bán ở đây là hàng có phần lỗi lá rồi. Còn nếu mà không lỗi lá ấy, thì người ta bán phải tầm 700-800 cho đến cả triệu luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, những chậu lan Corat Coffee như vậy nhé cô chú anh chị nhé. À, đây ạ, và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là hai giò quế lan hương, hay còn gọi là quế trắng tháng 8. Giò này em gọi là giò số 1 nhé, giò quế lan hương số 1 đấy ạ cô chú anh chị. Cái giò này một nhánh quế nở thôi cũng đủ làm cho cô chú anh chị có một mùa tháng 8 trở nên ngọt ngào, quyến rũ hơn rất là nhiều luôn. Hiện tại thì em đang thấy là cái chậu này đang đầu tiên đang thấy có 3 vòi nụ ở đây rồi đây cô chú anh chị này. Đó, hàng thuần sẵn cái bộ rễ rất là dài như vậy rồi. Về cô chú anh chị thưởng thức một mùa hoa thơm ngát luôn cho em ạ. Và cái chậu quế trắng tháng 8 này xin phép em được bán với giá là 180.000 cho chậu này cô chú anh chị nhé. Đó, 180.000, ít nhất em đang thấy có 2 vòi bông ở đây rồi cô chú anh chị ạ. Đó, cái bộ rễ phát triển cây rất là khỏe như vậy. Và sang tiếp theo sẽ là một cái giò tác phẩm, một cái giò lan khủng, một cái giò quế tháng 8 khủng mà rất là nhiều nụ ở đây cô chú anh chị này. Rất là nhiều nụ ở đây đấy ạ cô chú anh chị, thế thác đổ rất là nhiều nụ luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đây này, như cái chỗ trên này là có 2 vòi nụ luôn này. Đó, có những cái nụ thì đang ra và có những cái nụ thì có thể là chưa ra cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Nụ này cô chú anh chị này, rất là nhiều nụ luôn. Một cái chậu, một cái giò quế tác phẩm mà không biết là phải hơn chục ngọn ngắn dài trong cái giò như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Phải hơn chục ngọn ngắn dài cô chú anh chị thấy ạ. Một cái giò quế trắng tháng 8 như vậy đủ khờ thơm khắp phố luôn rồi cô chú anh chị này. 1 2 Đây là cô chú anh chị này, nụ này. Đó, cô chú anh chị thấy ạ. Nụ rất nhiều luôn nhé cô chú anh chị nhá. Đang bắt đầu lên nụ chi chít luôn rồi. Đây nụ đây. Thì cái giò quế trắng tháng 8 này xin phép em được bán với giá là 800.000 cho giò này nhé cô chú anh chị nhá. 800.000 cho một cái trụ quế trắng tháng 8, hàng đã thuần sẵn. Đây là nó là hàng nguyên bản và em đã trước đây này nó về nó khá là héo nên là em đã cho vào vườn và hiện tại cây đã hồi lại lên cực kỳ là đẹp như vậy, với giá xin phép bán là 800.000 trong cái siêu phẩm như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái hình điệp tím của vùng Cao Bằng cô chú anh chị ạ. Những cây lan điệp tím của vùng Cao Bằng trước đây khi mà những cây điệp tím vẫn còn đang đắt giá thì cây điệp tím Cao Bằng là được cây lan mà được rất là nhiều anh chị chơi lan yêu thích bởi cái vẻ đẹp cánh hoa sáng và sáp bóng rất là đẹp của nó cô chú anh chị ạ. Có những bông tím đậm và cũng có những bông đa số là môi tiết cánh bầu rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Mình có thể cùng em sở hữu ở đây những cái giò điệp tím. Em nghĩ rằng là hiện tại là cây điệp tím nó đã rẻ rồi, tuy nhiên thì cái vẻ đẹp của nó chắc chắn là vẫn cứ trường tồn, cái vẻ đẹp cái hương thơm của nó chắc chắn là vẫn sẽ mãi trường tồn theo thời gian cô chú anh chị ạ. Nó không chỉ đẹp mà còn rất là thơm nữa. Cô chú anh chị trồng thành những cây điệp tím, những cái giò tác phẩm hay là những cây trồng xung quanh nhà để có một cái giò lan đến mùa hoa thơm ngát và rất là đẹp đây. Hình này em gọi là hình 4 năm, một cái chậu điệp tím mà có 2 thân nhé cô chú anh chị nhé. Có 2 thân và đang có 3 nụ ở đây về cô chú anh chị ngắm hoa luôn. Cái này thì hoa chỗ em hoa nó hơi muộn một chút cô chú anh chị ạ. Hình 4 năm này xin phép được bán chậu này với giá là 80.000 để cô chú anh chị về ngắm hoa luôn nhé. Chậu tiếp theo sẽ là chậu 46 ạ. Chậu 46 này em cũng xin phép được bán 80.000. Đó, hàng này thì cây lá tròn lá mít rất là đẹp luôn nhé. Và sang hình tiếp theo 47 này, chậu này cũng rất là xung xuê với giá chỉ 100.000 thôi. Chậu 48, chậu này em bán luôn với giá 110.000 này. Đó, siêu rẻ luôn, cô chú anh chị có thể mua về ghép vào cây xung quanh nhà ấy ạ. Hình tiếp theo là hình 49 hoặc là treo để như vậy đến mùa hoa để thưởng thức những bông hoa điệp xinh đẹp này. Giò tiếp theo ở đây, giò 49 với giá em bán là 110.000 thôi nhá. Tiếp theo sẽ là giò 50, xung xuê rất là nhiều thân và thuộc loại cũng là hàng lá nhựa. Đẹp như thế này cô chú anh chị này, chậu này em xin phép được bán 100.000. Và sang hình tiếp theo 51 này cô chú anh chị, chậu 51 đây ạ. Đây, 51 đây. Với dàn ki trên thì quá nhiều cô chú anh chị, về có thể tách ra được thêm một chậu nữa và rất nhiều mầm gốc ở đây ạ. Chậu này xin phép bán 180.000 nhá cô chú anh chị nhá. 51 chậu 52, cái giò lan mà đây,
những cái key, nhìn key thôi, chậu này thì em nghĩ rằng là sẽ có hai mặt bông, bởi vì có những key tím như thế này này cô chú anh chị. Đó, và cái phần bên dưới này nữa này, cô chú anh chị này, một cái giò sum xuê như thế này và bông hoa thì to khổng lồ luôn cô chú anh chị ạ. Cái giò điệp tím này xin phép em được bán với giá là 180.000 nhá, giò 52 ạ, giò 53. Giò 53 đây cô chú anh chị. Em bán giò này với giá là 70.000 đi ạ. Và hình tiếp theo là hình 54. Hình 54 này. Với giò lan thân thủ cô chú anh chị ạ. Thân thủ đang đi ngọn rất là đẹp như vậy. Cái giò lan này em bán với giá chỉ 120.000 thôi cô chú anh chị này. Có hai thân hoa và có hai thân đang đi ngọn siêu đẹp luôn nhé. Hàng này thì quá là lâu không chăm sóc rồi và rất là nhiều kỳ ở đây nữa. 120.000 trong giò này quá đẹp ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 55. Đây. Giò số 55 này xin phép em được bán với giá là 150.000 ạ. Và 56 đây cô chú anh chị này, 56. Đây là một cái dề, một cái dề cắt từ cái một cái giò khác ra cô chú anh chị ạ. Đấy, cô chú anh chị chọn một cái chậu hoặc là chọn một cái khóm cây nào đó, khúc lũa nào đó cô chú anh chị về ghép lên ạ. Một bụi rất là nhiều như thế này cô chú anh chị nhá. Và cái phần này xin phép được bán với giá là 130.000 cho cái chỗ này này. Đấy, trục mầm luôn cô chú anh chị nhá. Đến cả trục mầm luôn, 130.000 cho cả phần này đấy ạ. Và sang bên này đây sẽ là những hình dáng hương đuôi cáo. Hôm nay thì có những cái hình dề cực kỳ là đẹp luôn để cô chú anh chị mình sở hữu sưu tầm nhé cô chú anh chị nhá. Những cây lá cáo lá xếp, những dề khóm rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và những cây cáo thuần. Đây ạ. Hình đầu tiên em xin phép được giới thiệu đó là cái hình 27. Hình này có 5 cây cáo lá xếp nhé cô chú anh chị nhá. Bán nốt hôm nay không được em vào vườn luôn. Hàng cây lá xếp rất là đẹp như này, 6 cây 150.000 ạ. Tiếp theo là hình 28, một cái cây mẹ con xếp rụt, một mẹ hai con xếp rụt. Cô chú anh chị thấy ạ, vừa rồi cho hai vòi bông rất là đẹp. Chậu này cô chú anh chị mà lên giò thì đúng không khác gì hoàng hậu lên ngôi luôn. 2 4 6 7 cặp lá, 2 4 6 8 cặp lá, một bên 8 7 cặp lá, một mẹ hai con. 150.000 cho cái ngọn cáo này cô chú anh chị nhá. Và sau hình tiếp theo sẽ là hình số 29 ạ. Một cây một mẹ cũng hai con. Cây con này thì vận chuyển trên rừng vì bị gãy mất ngọn. Ngọn này em bán 80.000. Và sang hình tiếp theo hình 30. 30 đây cô chú anh chị. 30 một phần cáo. Đây bên này là cây một mẹ hai con này. Đó, và cây bên này cũng là một cây cáo xếp lá xếp rụt. 2 4 6 8 9 cặp lá luôn. Đó, cô chú anh chị không cần phải làm gì, sở hữu một phần cáo như vậy trồng lạ vào chậu là đến mùa hoa tới là cô chú anh chị có tác phẩm rất là đẹp rồi. Hình cáo này em bán 130.000 thôi ạ. Là hình 30 nhá. Hình 31 cũng là hai dề, à nguyên một dề luôn ấy cô chú anh chị. Chỗ này là nguyên một dề luôn nhá. Hai bố mẹ với cả một đàn con. 5 cây con tổng ấy cô chú anh chị, hai bố mẹ với 5 cây con tổng cô chú anh chị ạ. Chậu lan, một phần lan rất là đẹp như vậy, xin phép được bán với giá là 130.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 32, cũng là một cặp đôi cây mẹ con. Nói chung là mùa này ấy, cô chú anh chị ngay cả những người chưa trồng cáo bao giờ đâu cũng yên tâm cho em đây, cái rễ của nó. Đó, mùa này là cái mùa mà cây tự nhiên bắn rễ cô chú anh chị nhá. Một cặp đôi hai cây mẹ con rất là đẹp như vậy đấy ạ. Xin phép em bán với giá cũng chỉ có 130.000 thôi cô chú anh chị này. Đó, và sang hình tiếp theo. Hình tiếp theo ạ, là hình số 33. Chỗ này là nguyên một dề luôn nhé cô chú anh chị nhé. Cây này bao nhiêu cặp lá đi cô chú anh chị. Đếm cho em bao nhiêu cặp lá. Một mẹ hai con. Đó, cây mẹ vừa rồi có cần hoa dài đến cả 60 cm ạ. Cây con vừa cũng có một cây con vừa rồi. Cả hai cây con vừa rồi đều đã cho hoa. Mà cần hoa cây bé mà cần hoa cũng rất là dài luôn. Đó, cô chú anh chị thấy này. Cây mẹ bao nhiêu cặp lá, đếm cho em 2, 4, 6, 8, 10 cặp lá nhé cô chú anh chị nhé. 10 cặp lá, cô chú anh chị chọn cho em một cái lũa. Đó, lên lũa hoặc là lên chậu đều đẹp nhá. Một mẹ hai con cáo rất là đẹp như thế này. Đó, lá dày bản nhá cô chú anh chị nhá. Cần hoa vừa rồi dài tít tắc luôn. Đấy, một ngọn cáo đẹp như thế này ạ, xin phép được bán 150.000. Trời ơi, nó quá đẹp luôn ạ. Cái này thì nó không biết là nó ở cái chỗ nào mà nó bụi như thế này. Lá cây nó bị bụi này. Và sang tiếp theo sẽ là cái hình số 34 ạ. Nguyên một dề luôn nhé cô chú anh chị nhé. Nguyên một đại gia đình cáo ạ. Cô chú anh chị về trồng vào lũa hay là làm một chậu thì quá đẹp luôn này. Đó, dề này xin phép em được bán. Đó, một cái dời sum xuê khủng như vậy luôn ạ. 200.000 cho dề này. Không biết là bao nhiêu cây đây. Một mẹ này. Với bao nhiêu cây con đây. Hai bố mẹ đi. À, một mẹ với cả cây này là thuộc loại cây con nhé. Một này, hai này, ba này, bốn, năm, sáu, 7 8 cây con. Đấy.
một mẹ 8 con 200.000 cho cái giày này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 35, một cái giò cáo đã thuần sẵn rất là xinh đẹp như vậy này cô chú anh chị, treo ban công đến mùa hoa yêu luôn cô chú anh chị ạ. Dạ. Giò cáo này xin phép bán 100.000 thôi, hình 20 à, hình 35. Hình 36 là một trụ cáo. Một trụ cáo ba ngọn lá xếp. Cô chú anh chị nhá, hàng này hàng xếp V luôn. Đó, một trụ cáo như vậy. Vừa rồi cô chú anh chị có thể cùng ngắm cho em mùa hoa vừa rồi, nhìn cái quả thôi là cũng đủ mê rồi đây cô chú anh chị này. Đó, một giò cáo ba ngọn lá xếp như vậy. Xin phép em bán trụ cáo này với giá là 220.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. 220.000 thôi ạ, cho trụ cáo này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 35. Với giò cáo xếp cực đẹp, xếp rụt bản lá dày. Đây này, cô chú anh chị, chậu này thì cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu thì nhìn biết chất luôn cô chú anh chị ạ. Giò này vừa rồi là có 3 cây nhưng mà một cây 2 vòi bông, một cây 1 vòi bông. Đấy, nhìn này cô chú anh chị, nhìn cái quả thôi cũng đủ thấy đẹp rồi. Giò này 250. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 38, chậu này với giá là 220.000 đi. 3 ngọn lá xếp. Chậu số 39 cũng là một cái giò cáo 2 ngọn xếp VIP ạ cô chú anh chị. Giò này với giá là 160.000 thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là giò 40. Giò này em bán luôn với giá là 160.000 này cô chú anh chị này. 3 ngọn cáo nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình 41. 3 ngọn cáo xếp cũng rất là đẹp luôn. 220.000 cho giò này cô chú anh chị nhé. Hàng này thì người ta không chăm được nên là nó bị bỏ lá chân, nhưng mà thực ra nó là những cây cáo mà là hàng tuyển rất là đẹp luôn đấy cô chú anh chị. 220.000 cho giò cáo này. Và bên này đây ạ, là em đang có những cây lan, cây lan hồ điệp. Những cây lan hồ điệp này thì cây này gọi là một cây khủng long rất là to luôn này cô chú anh chị này. Rất là to, nhiều cặp lá như vậy. Hình này gọi là hình số 1, hồ điệp số 1. Với giá em bán cây này là 50.000 đi cô chú anh chị. Hình số 2, một cặp đôi có 2 cây. Đó, 2 cây như thế này cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị về chăm sóc lại ạ, cây khỏe đẹp luôn cô chú anh chị này. Để ở đây em vứt chỏng trơ không chăm gì cả mà cây vẫn cứ lên như vậy nhá. Cặp đôi số 2 này với giá cũng 50.000 ạ. Hình tiếp theo là hình số 3 cũng là một cặp đôi có 2 cây cô chú anh chị ạ. Dạ. Đó, 2 cây như vậy, em bán cặp đôi này với giá là 40.000. Nói chung là lấy một ít công đóng thôi. Và hình tiếp theo sẽ là cây này là cây hoa vàng công chúa nhá cô chú anh chị nhá. Cây này đang có một cây có nụ này cô chú anh chị này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 4 này, cặp đôi hồ điệp số 4 này em bán với giá là 40.000 cô chú anh chị. 2 cây 40.000. Đây sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một số đặc sản vùng miền Cao Bằng. Đầu tiên sẽ là cái món chè dây, cô chú anh chị thấy là cái chè dây này tự nhà em sao nhá cô chú anh chị nhá, lên tuyết cực kỳ là đẹp và cái sao trong mùa này và rất là thơm luôn, mà chè dây thì nhiều tác dụng tuyệt vời luôn ạ cô chú anh chị. Và một túi chè dây đóng gói 0,5 kg xin phép được bán với giá là 50.000. Và hai túi, một túi 1 kg sẽ là 100.000 cô chú anh chị, lấy nửa kg hay là lấy 1 kg báo em cô chú anh chị nhé. Đảm bảo rằng là cực kỳ là ngon, nhiều tuyết và rất là thơm ngon và chất lượng như thế này cô chú anh chị ạ, chè dây ạ. Dạ, sang bên này đây sẽ là chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng. Chè này trồng vùng núi Phe Đén nhé, với độ cao trên 1.000 m² mà vùng núi Phe Đén đấy quanh năm sương mù bao phủ và cái nhiệt độ rất là thấp. Chính vì vậy mà tạo ra một cái hương vị rất là đặc biệt riêng của cái vùng núi chè Phe Đén này. Với giá em đang để là một túi nửa kg là 170.000 cho túi nửa kg ạ. Sang bên này đây thì rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông bụt đồng giá 20.000 cho kg. Rêu rừng cực kỳ là đẹp luôn, em đảm bảo cô chú anh chị rằng khó mà kiếm được cái dâu rêu đẹp như ở chỗ em nhé cô chú anh chị nhé, sạch đẹp. Nói chung em chọn bao nhiêu chỗ bao nhiêu mối rồi và đây là cái mối mà em cảm thấy ưng ý và em cũng theo suốt này cô chú anh chị, chọn lựa rất là kỹ, rêu sạch cô chú anh chị ạ. Giá là 50.000 trong 1 kg. Đây là vỏ dớn vụn 40.000 trong 1 kg, dớn bảng kích cỡ 13-30 với giá là 15.000 thôi, kích cỡ 20-30 với giá 18.000 và kích cỡ 20-40 nhé, giá 22.000. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp, atonic 12.000 trong một gói, sữa thai hormone tăng trưởng 50.000, dưỡng chất AB với giá 80.000 trong một lọ, B1 thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000 trong một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000, liền da sẹo đen 55.000, siêu da dễ N3M 30.000 trong một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan trọng có kiểm soát đồng giá 30.000, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000, đặc trị côn trùng 70.000 trong một lọ.
Và Kin Kin Bun đặc trị thấu nhũn 25.000 trong một gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh khoáng nấm 15.000 một túi. Dây buộc lan chiều dài 100m, giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn. Phân dê đã qua xử lý với giá 18.000 một kg. Và phân chùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một túi 1 kg. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhé. Một lọ tinh dầu hồi như vậy em bán là 40.000. Rồi ạ, em vừa giới thiệu đến cô chú chị tất cả những mặt hàng hiện tại hôm nay bên em đang có. À đây, trời ơi, em lại quên mất cái lô thông đất rồi cô chú anh chị này. Thông đất hay còn gọi là cây dâu rồng với cây lan trồng làm tiểu cảnh, mà mang cái tác dụng dược liệu vô cùng là tuyệt vời luôn. Nó là nó có thể thanh lọc, nó có thể giúp duy trì, hỗ trợ điều trị bệnh teo não của tuổi già nhé cô chú anh chị nhé. Những cây thông đất đây ạ, em bán với giá là 100.000 một kg thôi. Hoặc là cô chú anh chị chọn theo hình ở đây cho em. Hình này gọi là hình 23, với giá sẽ là cả nguyên một dề như vậy là cô chú anh chị này 60.000. Hình số 24 với giá cũng 60.000, chỗ này 2 dề. Hình số 25 với giá là 50.000. Và hình số 26 này với giá chỉ có 30.000 thôi cho cả lô này. Vậy em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi nhé. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.